Thưa quý vị, từ đầu năm cho tới nay thì đã có rất nhiều chính sách thúc đẩy phát triển, xây dựng, tăng nguồn cung nhà ở xã hội. Và một trong những chính sách quan trọng là Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chỉ đạo các ngân hàng triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng từ ngày 1 tháng 4 của năm nay. Nhưng mà thông tin mới nhất cho thấy rằng là sau hơn một tháng triển khai thì gói này vẫn chưa phát sinh dư nợ. Có nghĩa là chưa có một đồng vốn nào được cho vay ra. Vậy thì lý do vì sao mà tiền thì có nhưng gói này vẫn chưa thể giải ngân? Sau đây là ghi nhận của phóng viên VTV Money. Theo quy định, 120.000 tỷ đồng sẽ cho vay chủ đầu tư và người mua nhà các dự án nhà ở xã hội, nhà cho công nhân. Nhưng đến nay, các ngân hàng cho biết vẫn đang chờ danh mục dự án đủ điều kiện vay. Dự án được phê duyệt và các thủ tục pháp lý là được hoàn thiện. Trên cơ sở đó thì mới đem hồ sơ đến để trình cho ngân hàng cho vay. Xin khẳng định lại là gì? Bất kể lúc nào các doanh nghiệp đến cũng sẵn sàng có vốn để cho doanh nghiệp vay. Vấn đề là gì? Doanh nghiệp có đủ điều kiện để vay hay không? Đây là vấn đề mà tôi cho đặt vấn đề ngược lại là chúng ta đưa ra chính sách tiền thì có mà tại sao không đầu tư được? Thì đây là vấn đề vừa vướng về cơ chế, về chính sách thì cần phải giải pháp tháo gỡ đó. Nguồn cung khan hiếm, nhiều chủ đầu tư lại không mặn mà vì thủ tục đầu tư các dự án nhà ở xã hội còn phức tạp. Ngoài chấp nhận chủ trương, cấp phép, chủ đầu tư còn phải thẩm định giá bán, đối tượng mua và nhiều quy định khác. Có rất nhiều điều khoản ràng buộc và đưa ra những cái vấn đề mà sẽ rất nhiều doanh nghiệp sẽ không tiếp cận được, không vay được vốn và sẽ không làm được vấn đề này. Nó liên quan đến phê duyệt tín dụng, doanh nghiệp phải có báo cáo tài chính lãi, doanh nghiệp phải có cái vốn điều lệ bao nhiêu, đã từng làm những dự án nào và rất nhiều các điều khoản khác. Các tổ chức tín dụng cũng đã hướng dẫn chi nhánh triển khai thực hiện. Vấn đề hiện nay phụ thuộc vào một là nguồn cung của nhà ở xã hội, tức là các dự án, danh mục các dự án mà Bộ Xây dựng và địa phương sẽ cung cấp. Cái thứ hai là khả năng hấp thụ của người dân, của người mua nhà, của doanh nghiệp đối với cái gói này. Bởi vì cái mức lãi suất chúng ta thể hiện cái nỗ lực của hệ thống ngân hàng rồi, nhưng mà rõ ràng là nó vẫn còn ở mức là tương đối cao. Theo quy định hiện nay, chủ đầu tư đang được vay 8,7% một năm trong tối đa 5 năm và người mua nhà là 8,2% một năm trong 3 năm.